Theo đó, Bệnh viện giã chiến số 1 được đặt tại ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắc số 349 Lê Duẩn, phường E Tam, thành phố buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường sẽ tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Bệnh viện gồm các phòng chức năng và khoa như khoa khám cấp cứu, khoa truyền nhiễm, khoa cận lâm sàng, khoa dược, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, tổ dinh dưỡng về nhân sự, đối với ban giám đốc, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ điều động lãnh đạo bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột và bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Đối với các phòng chức năng và các khoa chuyên môn sẽ điều động nhân sự từ Sở Y tế, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Riêng đối với bộ phận hậu cần, an ninh Ngoài nhân sự từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Y tế, sẽ huy động lực lượng từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị ngoài ngành y tế. Việc thành lập Bệnh viện Giã chiến số 1 nhằm kiểm soát chặt chẽ công tác điều trị COVID-19 và hạn chế lây lan ra cộng đồng, giảm tải cho Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Dự kiến trong vài ngày tới, Bệnh viện Giã chiến số 1 của tỉnh Đắk Lắc sẽ chính thức đi vào hoạt động.